người ta thì bà già chồng cho dâu ra riêng, còn này thì mình tự ra riêng để nhà đó cho vợ chồng nó ở. Sửa sạn cho mình trơn à, lúc đầu thì mình thấy ngại nhưng sau thì nó chất thích. Thì hợp nhau cái chỗ là nói về chồng, nói hồi nói vợ chồng mày với chồng tao giống thịt thôi khỏi nói. Xin mời. À, mẹ chồng dâu đẹp quá. À, dạ, chào cô. Chào cô. À, em gái. Dạ, chào chị. À, mời cô ngồi. Đẹp quá, hai mẹ chồng mặc cùng áo luôn hả? Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc và khán giả. Dạ, dạ, chào cô. Tôi tên là Võ Thị Kim Phụng, 58 tuổi, dạ, đến từ Vĩnh Long. Dạ, dạ, xin mời chị ạ. À, chào chú Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả. À, em là Nguyễn Thị Hồng Cúc, 32 tuổi, là nhân viên bưu điện. Làm dâu của mẹ Phụng được 10 năm. Wow, có một bé trai 9 tuổi. Ồ. Oh. Hai bộ đồ này là hai mẹ con mình may cái chị? Này là có nhà tài trợ. Quá à, đứa em kết nghĩa ha. Cái nó nghe nó đi thi cái nó động viên quá trời, nó nói chị cứ tham gia đi em tài trợ đồ cho. Trời ơi đẹp quá. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình cách đây 10 năm đó, cô cảm giác như thế nào về người con gái này? Dâu này là làm mai chứ dạ, tụi nó không có quen trước, tại vì thằng trai á nó cũng quen chỗ này chỗ kia mà mình thấy nó không dữ á. Dạ. Cái nói thôi để mẹ kiếm cho con. Cái nó nói à, mẹ kiếm mà con coi được mới được nha. Cái bữa đó con nhỏ cháu nó dẫn nhỏ này đi mua sầu riêng. Cái lại nhà mình á, cái thấy nó trời nhỏ này kinh dài là thấy kết liền rồi. Tại con mình nó lùn à, mình muốn lai giống đi. Thấy cái hỏi thăm tới luôn. Dạ. Cái hỏi số điện thoại của bên chị xui á, gợi ý nói thẳng luôn. Nói giờ tôi thấy con gái chị tôi thương quá, chị nếu mà chị gả tôi cho hai đứa nó gặp nhau. Rồi cái chị nói ừ thì cho nó hai đứa tìm hiểu rồi cái hai đứa gặp nhau. Tình yêu từ mối sầu riêng á. Còn không biết với chị thì sao nhờ, lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng chị cảm giác như thế nào? Lần đó xuống thì gặp mẹ cũng không biết, tại vì chị lừa xuống. À, dụ xuống cho đây coi mắt. À vậy á hả? Thì vô thì hai người đá với nhau hết là không có sầu riêng hết rồi. Thì vô cái mẹ rủ nhà ngồi chơi uống nước, mẹ cũng hỏi nhiều lắm, hỏi tuổi, hỏi đi học, hỏi làm gì tùm lum dân vậy đó. Lần đầu gặp mẹ thì thấy mẹ cũng vui vẻ, cái cũng thích. Cũng thích mẹ chồng vui vẻ hay là thích ông chồng? Dạ tụi là nó chưa biết, lúc đó tụi nó chưa biết mặt chưa nhau. Biết chồng chưa luôn. Biết luôn chưa biết. Thấy mẹ trên này điện xuống với mẹ thì điện hoài à, điện mà thôi nghe riết thôi, thôi chịu đại. Chịu đại hả? Chịu đại. Rồi gặp ổng có ưng không? Thì gặp thì thấy cũng được, thôi cũng chịu. Cũng chịu, nhưng mà cưới nhau về bao nhiêu lâu bắt đầu mới yêu? Nếu mà nói yêu thì chắc cũng vài năm đây thôi. Là mình đã có con. Tại vì khi sống về mới biết, ừ lòi cái này ra, lòi cái kia ra, chấp nhận rồi. Dễ sợ không? Coi như là gạo nó thành cơm rồi đó. Rồi lúc về làm dâu đó, rồi cô con dâu lúc đó cũng chưa yêu chồng nữa, rồi có hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với mẹ chồng không? Không, dâu thì rất là tốt. Đầu tiên bữa đầu về cưới về cái đám cưới rồi thì ai cũng mệt mỏi hết á. Cái nói thôi đi, tới tối mới bắt đầu dẹp dọn xong, nói thôi đi bỏ đi đi. Bây giờ đi ngủ hết đi, rồi sáng rồi bắt đầu mình hả tính. Sáng ngủ vô, mạnh này lấy ngủ quất một giấc cái 6 giờ mình giật mình thức dậy. Cái mình nghe im re à. Nó chờ con dâu nó chưa thức, mình giờ mình đi ra thì thấy nó tội nghiệp nó quê. Thôi giờ mình ráng mình nằm chút nữa đi cho nó con dâu nó ra rồi mình hãy ra. Cái ráng nằm, ráng hoài cái chịu hết nổi rồi. Thôi đi ra đại, nghe nó im ru thì tính là ngủ. Bước ra sau hè là thấy văng văng hai sào đồ dọn dẹp thì bóng luôn. Không biết nó thức hồi nào nữa. Là chị thức hồi nào chị? Cũng sớm không nó nhớ. Giỏi lắm. Tôi ngạc nhiên luôn á, tôi nói trời ơi nhỏ này nó giỏi dữ vậy trời. Giỏi hơn mẹ chồng nó luôn. Bao giờ dọn dẹp giặt đồ nữa. Mà cứ mình nghĩ là nó chưa thức, mình cứ nằm mình đợi nó hoài. Nó mắc cỡ chưa có quen chồng rồi xong rồi giấc ngủ không được. Ngủ không được. Về một cái nhà người lạ mà cũng như gần như chưa quen luôn, thì em có một cái gì nó khó khăn không? Nói chung thì về thì cũng ngại, cũng ít nói á. Rồi, rồi mẹ được cái mà mẹ tâm lý á, mẹ hỏi ăn uống rồi buồn mẹ kêu về dưới chơi đi, thấy buồn là kêu đi chơi hoặc là đi ăn uống gì cũng cho chứ. Rồi giờ mẹ chồng có tạo điều kiện cho chị gắn kết với chồng không? Có, như là đi đám hay gì đó là mẹ soạn đồ cho đi chung với chồng chứ không cho chồng đi riêng mình nữa. Rồi thường thường á em thấy á, mấy bà mẹ chồng á hay mua đồ lót đồ cho mình á. Không, mẹ chồng này có mua không? Có, nhà thì lúc trước nhỏ em chưa chồng thì ba mẹ con là ba màu,
Cưng dâu lắm, thương lắm, tại vì mình chọn mà. Đúng rồi. Thấy nó chân dài là mình thích rồi, tại vì nhà mình lùn không à. Dạ. Bởi vậy mới lai ra được thằng cháu nội cao ráo. Rồi về nhà là hai mẹ con mình cũng khá hợp đúng không chị? Cũng hợp. Hợp nhất là cái gì? Hợp nhất là chắc em thì ở với mẹ thì mẹ cũng ít sửa soạn lắm. Cái lên thì mẹ nói chung là mẹ sửa soạn cho mình trơn à. Lúc đầu thì mình thấy ngại nhưng sau thì nó chắc thích. Lúc đó gặp nó quê á. Dạ. Cái nhìn thấy nó tội nghiệp lắm, nó ngoài nhà là gia giáo cho nên cái cuộc sống nó khác hẳn nè. Tôi ở đây thì mình thoáng lắm, rất là xì tin. Còn dâu thì ít nấu mà cứ tính theo cái gia đình ở dưới á. Cho nên nó cũng khó á, nó không có thoải mái. Cô cảm giác có điều gì mà không hợp với con dâu mình không? Thì có cái là nó ít nói, rồi ăn uống nó cũng khó khăn hơn. Nó kén ăn á, như là cá nhưng mà da trơn thì không ăn, rồi mắm không ăn cũng khó. Nhưng mà ở riêng rồi, ở riêng như là nó sanh đứa nhỏ được tháng rưỡi rồi tụi tôi ra riêng. Người ta thì bà già chồng cho dâu ra riêng, còn này thì mình tự ra riêng để nhà đó cho vợ chồng nó ở. Tại vì mình buôn bán á, rồi tụi nó đi làm thì nhà đó thì ở trong hẻm thì thôi nó đi làm đóng cửa nó đi được. Rồi mình phải ra riêng cái nhà mặt tiền để buôn bán, rồi giờ ở riêng là không có ở chung. Cho em có thường xuyên tâm sự với mẹ chồng không? Dạ có, tại vì chiều là em phải về em rước con cho mẹ. Thường ở chơi cũng cả tiếng mấy mới về ngoài này. Thì hợp nhau cái chỗ là tâm sự cái là nói về chồng. Chồng con vậy đó mẹ. Nói hồi nó về chồng mày với chồng tao giống thịt thôi khỏi nói. Hay á, chồng mày với chồng tao y chang nhau à. Rồi lỡ mà hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau á cô, thì cô hòa giải làm sao cô? Cô chửi thẳng trời, tối túi bụi luôn. Dạ. Cô binh dâu không à. Dạ. Cô nói đuổi nó đi. Rồi mẹ con cứ sống nhà này nè. Con nhỏ này nó nhà của ảnh để ảnh ở. Nó không, tao cho mày, tao không có cho thằng kia. Chị ơi, có bao giờ mà mẹ chồng làm cái điều gì đó mà khiến cho chị buồn tủi không? Không, nói chung là mẹ tâm lý lắm, không có cái gì hết. Thì chắc có em thì nhiều khi em nói những từ hay những câu gì đó lỡ lời thôi mà không thấy mẹ la, không biết có không. Nhiều khi nó nói mình cũng hơi thấy kỳ mà thôi kệ nó đi, nó nhỏ mà nó nói vậy đó. Cũng như là mình thương nó quá. Dạ. Người ta nói thương thì trái ấu cũng tròn. Ừ. Cho nên là thấy cái gì nó cũng được hết trơn á. Thấy nó tội nghiệp, nó không có quen người tự nhiên người cưới về rồi nó gì con trai mình thì nó nậu ngay, cái gì cũng được hết trơn. Có cái nó nhậu quá tay đi, rồi nhỏ này đêm nào cũng thức trong đợi chồng á. Thấy tội, nó thế mình. Hồi đó thì mình đợi, cái giờ cái mình sợ quá mình ra riêng mình trốn, trách nhiệm nó đẩy đùng cho nó luôn. Đúng rồi, mẹ chồng rất là tâm lý. Dạ. Rất là yêu thương con dâu bởi vì con nó gánh giúp cho mình mà. Dạ, bởi vậy nay nhân cái chương trình này lên đây để cảm ơn con dâu. Cảm ơn nhiều lắm, nó gánh cho mình đủ thứ hết. Trời đất ơi. Cái tính mà mua sắm tiêu xài hai mẹ con có hợp nhau không? Chắc không được hợp đâu, tại vì con này nó cũng hà tiện. Còn mẹ thì nhiều khi thấy gì thích mua về, nhiều khi không xài cũng mua nữa. Rồi cũng mua sắm cho con dâu, thấy cái gì đẹp thì mua mà không giữ ý nó. Nhiều khi mặt không hợp. Đúng rồi, mình thích mình nói đẹp nhưng mà nó nói không đẹp. À. Rồi thôi mình thấy vậy thôi, để tự nó mua đi, giờ không mua nữa. Đúng rồi đó. Mà nó cái tính nó thẳng thắn lắm, phòng phẳng lắm. Nó đưa con nó vô mình giữ, đưa đi học mà tới tháng cái nó lấy tiền nó trả. Không lấy á thì nó một hai là nó nói mẹ phải lấy, là lấy cho cháu ngoại nó, cháu nội nó. Thôi cho bà nội cho con với ổng, cũng dứt khoát không cho thằng cháu lấy luôn, là mẹ phải lấy cái phần tiền đó. Mà mình biết nó cũng hơi khó khăn, mà mình giờ mình còn lo được thì để mình lo cho cháu đi. Nó dứt khoát là phải mẹ phải lấy đi, chứ còn mẹ không lấy là con không chịu. Là cái tánh sòng phẳng vậy đó. Cô giờ áp lực quá giữa chồng với em mà khóc với mẹ chồng không? Có, lúc đó là hai chồng cũng cự, cũng buồn lắm. Cũng tính về với mẹ, mà nghĩ mình về với mẹ thì sao mẹ buồn. Ừ, bởi vậy lên đây nè, nói đó mới nhớ là chương trình, nói với chương trình là có gì con cứ thoải mái nói đi. Nó giấu không hà, nó chịu đựng, con nhỏ này nó chịu đựng lắm. Nó nín hình, nó sợ mình buồn. Ừ. Rồi nó nín hình, cái mình thấy trong lòng mình cũng lo nữa. Biết rằng mẹ cũng buồn nhưng mà mình nói để cho nó khuây khỏa, nó khuây khỏa đó. Dạ. Nhiều khi mình giữ trong lòng những cái điều không tốt nhiều quá nó cũng khó chịu trong người. Tại vì lúc trước á thì em không nói, mẹ thấy buồn thì mẹ hỏi thì mới nói. Nhưng giờ thì có thằng nhỏ, con trai lớn á, vô mét hết à. Hôm qua thằng cháu nội nó nói là nó nghe mình nói chuyện với nhỏ bạn, nó mời tao đi tham gia chương trình đó đó. Mà cái nó gọi dâu mày nói gì? Cái nó không biết nó nói gì nữa. Cái thằng cháu nội nói là bà nội giận sao? Mẹ nói mà bà không dám nói, sợ bà nội giận.
nó tự nhiên nó lên tiếng thì nó nghe mình nói chuyện với bạn mình, nó nói vậy đó. Nói đi, giờ bên nói với bà nội có giận không? Không có giận, không. Thấy chưa? Mình lên đây để mình giải tỏa tâm lý nhau, cái gì là mình sửa đổi chứ đâu có phải chỉ trích gì đâu mà con sợ. Đúng rồi đó. Đâu em có cái gì mà buồn lòng mẹ hay là muốn gì để chia sẻ hôm nay mẹ nói với mẹ đi. Chắc nói chung thì làm dâu mẹ 10 năm á, không có cái gì để mà buồn mẹ hết á. Nói chung là mẹ tâm lý lắm, lo đủ thứ hết trơn à. Nếu mà nó buồn thì không có buồn. Nhưng có điều gì khó nói em cứ nói đi. Tại sao em lại xúc động đến như vậy? Nhiều khi vợ chồng em lớn rồi nhưng mà lo làm cái gì cũng để mẹ cha buồn hết trơn á. Tại vì trong ngoài nó lo không, nó giỏi lắm, vừa công việc vừa cái gì nó cũng lo hết. Mỗi lần nó than, nó khóc là nó khóc nhiều, mẹ chồng khóc nhiều, cho nên nó thấy vậy nên nó không dám nói. Chứ mình biết tâm lý nó nhưng mà mình không dám hỏi. Thì cũng nói chung là cũng vợ chồng thôi, chuyện vợ chồng nó thôi. Chồng nó thì bây giờ cũng thương nó lắm, mà có một cái thì thích nhậu, rồi ở nhà thì trông đợi rồi lo lắng, rồi về nhiều khi nhậu thì cằn nhằn, thì có rượu vô thì nó nóng tính thì nó cự lợi. Nhưng cô không chủ động để nói chuyện với con dâu mình, để chia sẻ những khó khăn, những cái gọi là gì nó nằm trong lòng con dâu mình á. Cô không chủ động điều đó. Thấy nó buồn mình biết, nhưng mà đợi nó nói, hỏi ra sợ nó buồn, nhiều khi sao nó cũng đâu giấu nữa. Theo Linh nghĩ là mình hỏi đại đi, mình tấn công giống này sao đi, cô nói đi giống như nãy giờ đó. Nhiều khi nói ra giải tỏa đó, nãy giờ mới nhắc thôi là đứng mắt đã rơi rồi. Vì thì chắc chắn trong lòng con dâu vẫn có những cái điều mà rất là khó nói. Chia sẻ nhiều với mẹ chồng đi em. Anh thấy mẹ chồng là một người rất là gần gũi đó. Chứ mình càng giấu trong lòng mình khổ của mình đó. Dạ. Mẹ chồng thương em lắm mà, đúng không? Dạ đúng. Thì thương dữ lắm, thương như gái vậy. Thương nãy giờ nói chuyện là biết rồi, rất thương thằng dâu. Nhưng mà mình nghĩ là mình nhờ nó nhiều hơn gái. Gái có chồng, dạ, nó đi theo chồng rồi. Rồi nó đau bệnh thì một tay nó thôi, nó lo hết. Bởi vậy thương nó nhiều, nói con trai hoài à. Tao chỉ biết con dâu này thôi nha, không biết dâu nào khác hơn hết trơn á. Nó mà có gì tao đuổi mày đi luôn. Một lần nó giận, cái nó giận chồng nó vô nói đi về dưới ở đi, về dưới đây mẹ tính. Nó này nó sợ ba mẹ dưới buồn, nó không muốn về. Nó đuổi đi về, con cứ về dưới ở đi. Cái về dưới ở rồi cái bắt đầu thằng con về. Nó bây giờ mày làm sao mày xuống mày năn nỉ, mày rước nó về cho tao. Mày không rước nó về á là tao đuổi mày đi luôn. Giá nào cũng phải rước nó về. Để cho thằng chồng đi xuống dưới năn nỉ rước về. Đấy. Mình tạo điều kiện vậy đó mà cho nó lo. Vậy cô làm sao tạo điều kiện nhiều hơn nữa và nói với con mình nhiều hơn nữa, hãy yêu thương người phụ nữ này, bởi vì cô ấy có một cái đức tính rất là tốt, thương yêu chồng con, chăm sóc mẹ chồng, yêu thương cả gia đình luôn. Giỏi lắm. Rồi hôm nay thì chồng em có gửi lá thư đây, không biết nói cái gì. Chà, anh sẽ đọc đây ha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện cho tôi có thể nói lên những lời mà tưởng rằng dễ dàng nói ra trước mặt mẹ và vợ hàng ngày. Thế nhưng không nói được nên hôm nay có dịp để nói. Chào mẹ của con. Con biết trong thời gian qua con đã làm cho mẹ buồn, đau lòng, cũng có lúc khóc vì con. Con xin lỗi mẹ. Đó là lời mà con muốn nói với mẹ rất lâu rồi. Con hứa con sẽ cố gắng thay đổi để mẹ lúc nào cũng vui vẻ, để có nhiều sức khỏe sống bên con cháu. Còn vợ à, anh cũng xin lỗi em và cảm ơn em luôn ở bên cạnh anh và con. Anh cũng hứa với em là anh sẽ thay đổi hết những gì mà em không thích và cố gắng hiểu em và yêu em nhiều hơn và nhiều hơn nữa, để cuộc sống vợ chồng mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh lúc nào cũng yêu em. Xin cảm ơn chương trình. Nó yêu cái cười tươi liền phải không? Có bao giờ chồng em nói vậy chưa? Dạ cũng có, nhưng mà nói những lúc xỉn thôi. Trời ơi, xỉn thì không nói. Chắc không biết quá thôi, lúc xỉn hay lúc bệnh. Hôm nay thì cô cũng muốn nói điều gì, muốn con dâu mình thay đổi gì không? Cứ nói con dâu là cứ sống thoáng đi, thoải mái đi mẹ, rồi rất là dễ. Đừng có giữ kẻ là khách sáo gì hết. Cái gì mẹ nói đưa tiền, mẹ nói mẹ không lấy thì cứ giữ cất đi, chừng nào mẹ cần thì mẹ hỏi, chứ đừng có mà ép mẹ lấy hoài. Cái tánh mình thì ép hoài thảy qua thảy lợi thôi, lấy cho rồi đi, thảy hoài. Không biết là hôm nay chị có mong muốn điều gì ở mẹ chồng không, hoặc là có điều gì gửi gắm đến anh chồng hay không? Đối với mẹ thì em chỉ muốn mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe, yêu thương gia đình em như từ trước tới giờ. Còn đối với ông xã thì chỉ mong anh bớt ăn nhậu lại, quan tâm vợ con nhiều hơn. Dạ, cảm ơn hai mẹ con. Hai mẹ con đứng về ôm nhau cái nào?
À, đó. Bao lâu mình mới ôm nhau lần như thế? Nào giờ mới ôm. Trời ơi. Rất yêu thương dâu, dâu cũng yêu thương nhưng mà không ôm nhau. Thường ôm nhau mình tạo một cái tình cảm gần nhau hơn.